Xin kính chào quý vị khán giả. Bích Quân rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Sáng ngày 1 tháng 5, đại diện Ủy ban nhân dân xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ bình hơi tại một xưởng sản xuất đồ gỗ. Tại hiện trường, một phần xưởng gỗ bị sập, mái tôn vương vãi khắp nơi. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ bình hơi xảy ra tại công ty Bình Minh, ấp Vàm, xã Thiện Tân vào lúc 8 giờ 30 phút. Vụ nổ làm 6 người không qua khỏi, 7 người bị thương. Các nạn nhân là công nhân đang làm việc tại xưởng sản xuất đồ gỗ. Theo nhân viên phòng kinh doanh công ty gỗ Bình Minh, ông Nguyễn Văn Tú có khoảng 30-40 đến 40 công nhân làm việc tại khu vực xảy ra nổ lò hơi. Một người dân ở ấp Vàm, xã Thiện Tân nhớ lại, Tôi đang ở trong nhà thì nghe một tiếng ầm, khi chạy đến nơi thì thấy cảnh tượng rất kinh hoàng, đồ đạc bay tung tóe, trên sân có nhiều người. Trong khi đó, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa thống nhất Đồng Nai cho biết, hiện bệnh viện đang tiếp nhận cấp cứu cho 5 người trong vụ nổ lò hơi. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Ngay lập tức bệnh viện huy động toàn bộ y bác sĩ tham gia chữa cháy cho các nạn nhân. Sở y tế Đồng Nai cũng đã bật chế độ báo động đỏ để huy động lực lượng các bệnh viện lớn và một số bệnh viện khác hỗ trợ các nạn nhân vụ nổ lực lượng công an tỉnh đồng nai và đại diện các sở ban ngành liên quan đã đến hiện trường